Đức Hộ Pháp giảng về ý nghĩa lễ nhạc. Từ thử ai cũng cho âm thanh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của đạo Nho là lễ nhạc, mà chính đạo Tam Kỳ là Nho Tông chuyển thế, thì phải tri tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào. Đôi phen chúng ta không hiểu được, cho yên tâm khi dâng lễ cho Chí Tôn lúc nhạc tấu quân thiên. Hết lớp trống, qua đến bảy bài thì lâu quá, có khi phải chồn chân rồi nản chí. Chính bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn tư vị quốc dân Việt Nam, nên tiền định chi chi cũng làm gương mẫu cho toàn đại đồng thế giới. Mà có lễ nhạc này luôn luôn khi dâng lễ, thì ý nghĩa ấy ắt cao trọng lắm là phải. Bởi cớ nên khi mới khai đạo, bần đạo đến tại thánh thất Thủ Đức của ông thơ tạo lập. Bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông. Ngài dạy rằng trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn: phía hữu, bát hồn vận chuyển ca Quỳnh Lão; phía tả, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Bần đạo cũng không hiểu là gì. Lần lần bần đạo hỏi nữa, bần đạo lại được dạy mà hiểu rằng kể từ phôi thai càn khôn vạn vật này, Chí Tôn là khối sanh quang, biến thành hai khối sanh khí. Hai khối ấy trụ lại thành một khối lớn, tương hiệp nhau mới nổ sanh tiếng âm. Người ta gọi là nổ ầm, hay nghe tiếng ni. Đạo Phật sửa lại thành úm mani bát rị hồng. Nhờ tiếng nổ ấy, bát hồn mới vận chuyển, biến sanh vạn vật và loài người. Úm ấy bay ra nghe đến đâu thì khí sanh quang đến đó, tức là có sự sống đến. Bằng chẳng nghe được thì nơi ấy tiêu diệt, nghĩa là chết mất mà thôi. Bởi cớ nên dùng những vật bát âm. Nó đã chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn, là tấm da trâu đã chết, mà với sự khôn ngoan của loài người, nó mới có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống lại được. Nghĩa là bát hồn ấy vận chuyển, sống lại mà đảnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ nên khi nghe nhạc tấu quân thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu xác lý. Khi dâng lễ Chí Tôn quy pháp định, thấy và nghe cả bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. Nên chi từ đây khi nhạc tấu quân thiên, chúng ta xem quý hơn dân tam bửu, dầu phải lỡ đi nửa chừng trong đền thờ. Nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, thì lễ ấy giảm điều kính trọng dâng cho Chí Tôn mà không nên. Khi ấy là vận chuyển bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ lễ nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị Việt Nam, mà chính nghĩa là làm cho sống lại bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy. Ấy vậy mới có thể làm chủ và làm gương cho toàn nhân loại được, thì danh ấy không phải là quá đáng. Xin khuyên toàn đạo từ đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi dân nhạc tấu quân thiên.